Chào mừng các bạn đến với shop yaki.vn. Hiện shop đang có nhiều vòng quay và chạy bạn mua Afro Clock với sự kiện hấp dẫn. Ngoài ra còn có sự kiện đua tốt đang chờ các bạn nữa. Hãy nhanh chân và hử bằng may nhé. Mình sẽ để lại link dưới phần mô tả. Alo 1 2 3 4. Alo em, đã hết giờ mà sao hoạt động? Chúc các em ngủ ngon. May quá, vừa hết giờ luôn. Cứ chờ đấy, hôm nay ta chỉ khởi động thôi. Kể từ ngày mai ta sẽ không cho phép các ngươi thở thêm nữa. Cả hai người xử lý tình huống tệ thật. Tôi gánh công cả lưng. Các cậu nói Ami, cậu chưa xài lá bài Tiri à? Thật là đáng nghi. Ta chưa có thời gian lên phòng để lấy lá bài nữa. Cậu có xin lỗi. Mà khoan đã, Erika đâu rồi? Cô ấy đang nhảy xuống vũng nước mưa để cứu cậu mà Ami. Erika! Ta cũng không biết nữa. Khi tới trồi lên thì không thấy Erika ở đây, mà là tên xuống nước thôi. Mình cảm nhận được một luồng sức mạnh rất là lớn đang tiến gần đến đây. Không lẽ là hắn? Ai vậy? Đây có phải là bạn của các ngươi không? Cô gái này đang ngủ rồi. Erika, ngươi là ai? Mọi người đã làm gì hả? Có làm gì đâu, ta giúp cô ta dậy ngủ hơn thôi ý mà. À, đây là lần đầu gặp mặt. Ta chưa giới thiệu tên nhỉ? Tên ta là Jasper Macaron Vusama. Ta quyết định lộ diện vào hôm nay là để thông báo với các ngươi một tin. Ta sẽ chính thức tham trận kể từ ngày mai. Hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé. Hả? Từ ngày mai á? Vậy là từ đầu đến giờ hắn ta chỉ là thăm dò thôi sao? Trả lại cô gái tóc cam này cho các ngươi đây. Hôm nay ta tha cho đấy, nhưng lần sau thì không có chuyện đó đâu. Tạm biệt. Gió lạnh quá. Erika, cậu có sao chứ? Hay ngủ ngon quá. Ủa, trời vẫn chưa sáng à? Ừ, gần 3 giờ sáng thôi. Cậu sao chứ? Sao hắn lại bế cậu trong tình trạng bất tỉnh vậy? Ừ nhỉ, ta nhớ là sau khi nhảy xuống vũng nước mưa để cứu Ami thì lại trồi lên mặt nước ở hồ bơi của trường và gặp tên Macaron ấy. Hắn ta còn biến nước thành cát nữa. Sau đó thì sao nhỉ? Cậu không nhớ đằng sau à? Gio, cậu cũng là Macaron, cậu có biết hắn là ai không? Sức mạnh thế nào? Làm sao mà tôi biết được chưa? Là Macaron với nhau thì phải biết nhau à? Alo 1 2 3 4. Alo em, đã hết giờ hoạt động của ma sói và Macaron. 10 phút nữa sẽ đến giờ ma sói đổi tại hoạt động. Chúc các em ngủ ngon. Ui, tí nữa thì quên, đêm nay chúng ta lại phải chiến đấu với ma sói đổi tể rồi. Chúng ta mang về phòng thôi, và cậu cho không bị tên sói ấy tấn công. Khoan đã, mấy cậu tính đêm nay cậu trời không bị ma sói đột nhập vào phòng mà. Thì thế thôi, chứ còn cách nào bây giờ? Đúng là nghiệp dư mà. Được rồi, vừa đi về phòng, tôi vừa chỉ cách sống sót qua đêm nay cho. Đầu tiên, hãy tiết kiệm tiền. Ở mùa mà có sói đột tể, không được phung phí. Hãy dùng số tiền đó để xây dựng hàng rào trước cửa để chống bị phá bởi sói đột tể. Ngoài rào cửa chính ra, hãy rào luôn cả cửa sổ. Khác với cửa sổ lớp học, cửa sổ trong phòng khá là to và ma sói có thể chui lọt từ bên ngoài vào. Còn cậu Ami, tôi mới chưa tin tưởng cậu được. Đã 2 đêm trôi qua rồi mà cậu vẫn chưa sử dụng lá bài tiên tri. Cháu xin lỗi, tôi bất cẩn quá. Đừng có xin lỗi, mà hãy hành động đi. Đêm nay cậu được đi là tự do phải không? Hãy tỏ ra là mình có ích bằng cách thông báo cho mọi người biết là tên ma sói ấy định tấn công ai nhé. Chỉ thông báo cho tôi, Yaki và Erika thôi nhé. Mặc kệ mấy người còn lại đi. Hả? Sao vậy Gio? Tôi cũng muốn giúp những người còn lại. Những người còn lại cũng có thể là sói nước và Macaron đấy. Tốt bụng đúng chỗ giùm tôi cái. Dù sao họ cũng sẽ được chúng ta hồi sinh mà. Thôi ngủ đây. Hả? Còn ngủ bây giờ sao? Tạm biệt nhé. Đừng có chết đấy. Xong rồi, nhưng mình không thể nào rào hết cánh cửa được. Hết tiền rồi, hồi sáng mình đã tiêu hết tiền vào đồ ăn rồi còn đâu. Popeye nó ăn ngon quá mà. Alo, còn 10 giây nữa là đến giờ mà sói đồ tại hoạt động. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Ôi,
đêm nay mà không có phản đam của thợ săn, phải cực kỳ cẩn thận mới được. Hả? Khoan đã. Tên ma sói ấy đã quẹo trái và đi dọc hành lang, hắn có thể là một trong bốn người họ. Phải rồi, trừ mình ra thì tên ma sói đầu tẩy có thể là Genny, Uriel hay là Kai. Tại sao mình lại đến đây trốn nhỉ? Mình ngốc quá, lẽ ra là ngay từ đầu mình nên đứng ở ngoài chờ xem tên ma sói bước ra từ căn phòng nào. Đây rồi. Ôi không, mình muộn rồi. Hình như là hắn đã rời khỏi phòng và đã đóng cửa lại. Thôi nhìn vào trong xem có ai không. Tối quá, mình không thấy gì cả, cũng không nghe tiếng động gì. Uriel là sói chăng? Ấy, đừng có sợ mà, là tớ ở đây, bảo vệ. Ừ nhỉ, còn được 10 điểm nên được thưởng ra ngoài mà. Thôi, tớ thì tớ trốn đây, cậu cũng vậy nhé. Rất tiếc là tớ đã bảo vệ cậu hôm qua rồi nên hôm nay không bảo vệ lần hai được. Bye nhé. Cậu ấy có thật sự là bảo vệ không nhỉ? Cậu ấy cũng khá là tốt với mình. Ôi! Sao dây của Erika? Trời ơi, Ami lại bị sói truy đuổi, nguy quá. Hắn đã ở đây rồi, có nên trốn luôn ở đây không nhỉ? Không được, Zio đã dặn mình thông báo với mọi người khi tên ma sói định phá cửa phòng ai đó mà. Mà không phải ở đây được. Ami đó à, còn mở cửa nhẹ nhàng thôi, tôi đang đọc sách mà. Chú xin lỗi, con cứ tiếp tục đọc sách đi. Vậy là Angelica và Kenny không phải là sói đồ tể à, chỉ còn Uriel và Kai thôi. Sao mình không nghe ngóng gì nữa nhỉ? Bộ tên ma sói hôm nay không hoạt động mà. Tên ma sói đang tiến về khu vực cấp phòng Erika, phải đi đường vào hóa cho cô ấy thôi. Erika, cô hãy cẩn thận đấy, tên sói đồ tể sắp đánh vô cậu rồi. Hả? Thật sao? Cảm ơn cậu đã nhắc nhé Ami. Không có gì đâu. Ôi, hắn đã phá cửa. Con nhỏ này hôm nay khôn hơn rồi, ra xây lớp tường bảo vệ vì phá cánh cửa khó hơn trước. Nhưng mà không có nghĩa là ta không phá được. Cứ chờ đấy. Ôi không, mọi lớp hàng rào đã bị phá vỡ rồi. Cô Mara ơi, sửa chữa giúp tôi với. Ok, đây là cây bút sửa chữa. Quý khách hãy gõ gõ vào phần bị vỡ, nó sẽ từ từ phục hồi lại như cũ. Giá mỗi lần sửa chữa là 10 đô la đến 20 đô la cà rốt. May quá, mình mới còn giúp 30 đô la. Ôi, bị khủng to quá, phải sửa lại thôi. Hả? Nó sửa lại rồi. Người làm mất thời gian của ta quá đấy. Phá hàng rào, tao không chịu thua đâu. Mất thời gian thiệt đấy, cứ đợi đó. Mình vừa hết tiền luôn, cũng may là hắn ở đây chỗ khác rồi. Hả? Hắn đi đâu thế nhỉ? Mày không để ý. Hả? Phòng của tên Zio, thôi bỏ đi. Thôi chết rồi, hắn đã lấy phòng của Yaki. Hả? Tên này xây hàng rào kiểu gì đây? Thế thì là dễ phá quá. Ôi không, hắn đã phá cửa của mình. Không phải lại gần. Người đã bị phụ huyền hóa lá bà thơ săn rồi đúng không? Đây là cơ hội tốt cho ta. Ngươi không thể nào thoát khỏi ta đâu. Ôi, mỏi tay quá. Mình tiêu rồi. Mình đã còn 50 la cà rốt trong túi thôi, không làm được gì cả. Khoan đã. Alo, chào con Lucy. Kêu tôi đặt dịch vụ Grab đi, nhanh lên. Xin chào, tôi Lucy đây. Tôi khách cần gặp Grab hả? Hãy chở tên mà số này đến bãi đậu xe của trường đi. Ok, có liền.
Hả? Cái gì đây? Tạm biệt, chào mấy cái tầng lầu bình an ạ. Hả ta xuống, hả ta xuống mau. Yaki, con vừa ổn chứ? Xin lỗi vì tới đến muộn. Phải không sao, chỉ bị nhức tay một chút thôi. Good, ai cần ngươi chở ta hả? Ê, sói, trông ngươi thảm hại quá, và bắt ta đi nè. Đừng có mà thứ ta. Cậu giúp ta làm gì vậy? Nè, muốn làm người hầu cho tao thì cứ tao đi, cái thằng ngốc này. Nhưng mà cách nào chứ? Chết này. Hả? Có một tiếng nổ. Đã có ai đã bị loại rồi sao? Hả? Có cái gì mà Erika cười to thế nhỉ? Alo, 1, 2, 3. Số đội tử đã hành tất nhiệm vụ trong ngày hôm nay. Chúc các em ngủ ngon. Thôi, tôi về phòng với Yaki. Tạm biệt cậu. Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai. Ha, giờ có thể ngủ ngon rồi. Nóng quá. Cái quẹt đã bị tên ma sói cắn hỏng hết rồi còn đâu. Chúc mừng Yaki Natsumi đã thông suốt vào đêm thứ hai. Cộng thêm tiền thưởng vào làm bài tập về nhà. Bạn được thưởng $30 cà rốt. Ồ, có tiền mua quạt mới rồi. Nếu kênh của mình đạt 925.000 sub thì Zio sẽ bị cấm nghe nhạc lo-fi chó sữa trong vòng một phần. What? Yaki Natsumi 2 đạt đến một mốc nào đó thì mình sẽ thực hiện theo các bản này. Đặc biệt, nếu kênh của mình đạt 1 triệu sub thì mình sẽ sâu mặt sau 5 năm. Nào, các bạn hãy cùng subscribe kênh đi. Cảm ơn các bạn nhé. Yaki, đã giờ ăn sáng rồi. Dậy đi. Yaki. Kể từ ngày mai, cậu có thể gọi tới dậy trễ hơn được không? Nè, YouTube của tôi bị làm sao rồi? Cậu sửa lại đi. Hả? Sao mà hư được chứ? Sao cậu không ăn gì đây Zio? Mà nãy giờ cứ lây hay bấm điện thoại hoài thế. Hôm qua tao còn nghe nhạc lưu hơi cho sữa trên YouTube được bình thường mà. Sao hôm nay lại không thấy nghe được? Alo 1, 2, 3, 4. Alo. Vì Yaki Natsumi 2 đã được 925.000 đăng ký nên Zio sẽ bị cấm nghe nhạc lưu phi cho sữa trong suốt một phần. Cái gì cơ? Đứa nào đã đăng đã luôn đi vậy? Không có nhạc đó là tao không chịu nổi. Cái gì vậy? Cậu ta nghiện quá rồi. Đây chắc là dịp tốt để cậu ta cai nghiện. Nè Tenshi, sao cậu không ăn đi mà ngồi đó nghe nhạc vậy? Shhh, thôi, cứ kệ cậu ta đi. Không hiểu sao từ qua đến giờ Tenshi cứ bật nhạc lên phía chót sổ để nghe. Cậu ta nghiện luôn rồi đó. Lâu lắm rồi tớ thấy Tenshi vui vậy đó. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo, em. Đã hết giờ ánh sáng, yêu cầu các em có mặt tại phòng 203. Có lẽ là sau này mình nên đặt rèn vũ khí nào đó để phòng thân thôi. Cô ta bị làm sao thế? Hình như là thất tình thì phải. Tội nghiệp. Ok, chào cả lớp. Xin được giới thiệu, tôi là Mr. Cà Rốt, giáo viên dạy môn vật lý.
Bây giờ hãy cởi lớp màu lá giấy ra và làm mặt kiểm tra nào. Hả? Làm mặt kiểm tra ngay bây giờ sao? Gio, Gio nè, chuẩn bị đặt bài kiểm tra rồi đó, con ngồi xuống đi. Được rồi, 45 phút làm mặt kiểm tra vật lý, bắt đầu. Để xem hôm nay là mình sẽ có não của bố hay là của mẹ đây. Ôi không, thì mình rồi. Yeah, là não của mẹ. Tuyệt vời, bỗng nhiên thấy là óc thông thoáng hẳn ra, mắt tinh hơn. Và đầu mình bắt đầu được bơm vào những thứ kiến thức cần thiết. Chắc chắn là lần này sẽ điểm cao. Khó thế này sẽ làm được. Ôi, tự nhiên quên hết kiến thức rồi. Mình nên copy ai đây? Erika hiện đang ngủ, có vẻ như là không làm được bài rồi. Còn Gunny thì cậu ta trông có vẻ thông minh. Ô, có kết quả rồi, lại copy bài của Gunny. Ôi, tuy bài khó đấy, nhưng mà nó cũng sẽ không làm mất đi vẻ đẹp của mình. Sexy Marvelous. Bạn Nghĩa chạy với vận tốc 1 km/h để gặp bạn Trang. Khoan đã, Nghĩa, Trang, Nghĩa Trang. Ha 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 ha, đây là chuyện cười à. Làm lại nào. Ha 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 ha. Ok, đã hết giờ. Tất cả hãy dừng bút để tôi chấm điểm nào. Nộp thiếu rồi, còn ai chưa nộp bài vậy? Vô, còn em này thầy, để em ném lên cho thầy nhé. Chụp lấy này thầy. Thôi chết, mình thói quen ném mạnh tay quá. Justin, lại mất bài kiểm tra, không điểm. Hả? Bọn tôi đã ném bài xong, sau đây là điểm của từng học sinh. Người xem video này, Gunny, 9 điểm. Erika, 5 điểm. Hả? Mình vừa làm bài vừa ngủ gặp mà cũng được 5 điểm sao? Này con nhỏ kia, tôi đã bắt cậu không được bắt chiếc giọng cười của tôi cơ mà. Angelica, 8 điểm. Tuyệt vời. Kai, 6 điểm. Ami, 9.5. Gio, 7 điểm. A, Seno, 8 điểm. 8, tiếng Anh là A. Thầy đang chót à? Ha, ha ha ha. Vẫn chưa được. Handsome, 7 điểm. Fantastic, nhưng đội điều tra của mình là 10 điểm. Tensi, 7.5. Audio, 7. Và người có sự điểm cao nhất lớp là Yaki, 10 điểm. Yes, tuyệt vời, tuyệt. Tuyệt lắm, em sẽ được phạt vào tối nay. Em cảm ơn thầy. Hả? Hôm nay, ai cao điểm nhất là sẽ bị phạt. Vào tối nay, em sẽ bị phạt làm lao công, quét dọn hết toilet ở trường cho đến 3 giờ sáng mà chưa làm xong là sẽ bị loại. Hả? Cái gì vô lý quá vậy? Vậy thưa Mr. Carrot, ai sẽ là người được thưởng ạ? Kết quả hôm nay thất vọng quá, chẳng ai được thưởng cả. Bởi vì thế, tôi sẽ là người được thưởng. Hả? Hả? Sao thầy lại bắt cái chồng cười của em? Lại cái thân người nhái mình đó rồi. Vào tối nay, tôi sẽ được thưởng một bữa tiệc barbecue cùng với nước giải khát mát lạnh, có loại sữa ấm áp và sóng wifi siêu nhanh. Cái gì vậy trời? Mr. Carrot tự hưởng cho bản thân à? Ok, buổi học ở đây là hết. Sau đây là bài tập ở nhà. Các em hãy lấy trong học bàn ra đi. Hả? Một cái chậu cây. Vô, vậy là thầy muốn chúng em trồng cây đó hạt chấm à? Hạt chấm thầy đưa là loại siêu phát triển. Nó sẽ lớn lên nhanh trong vòng 1-2 ngày, tùy vào độ chăm sóc của các em. Lần sau quay lại hãy kiểm tra đấy. Được rồi, hẹn gặp lại các em trong cuộc bỏ phiếu tối nay. Vô, nè anh bạn, ổn không? Sao ngồi lên bàn suốt vậy? Tôi đang nhớ một sự nhớ nhung mãnh liệt và viết đây là tình yêu chăng? Siêu, đang nhớ mình sao? À, mắc cỡ quá đi, mới còn gặp nhau nửa ngày thôi bạn đã nhớ rồi. Từ khi đang siêu thích tình Siêu thì nó lạ lắm. Ta còn đồng ý như vậy. Chào cả lớp, bỏ phiếu để xem ai là dân làng, ai là ma sói vào đêm thứ ba. Bắt đầu. Ai là ma sói hả? Mình không biết nữa. Ami, cậu có biết gì không? Tớ á? Đương nhiên rồi.
dựa vào tình huống đêm qua, tớ đã chắc chắn 100% tên ma sói đồ tể đó chính là... Xin lỗi cậu, Ginny, chính là cậu đó. Cậu chính là ma sói đồ tể. Hả? Ami, cậu đang nói cái gì thế? Alo, em hết xài quỹ cả các ba series lý học ma sói bị động vào người và thời gian muốn đêm. Thầy giới tham gia hội viên của mình nha. Chỉ có 30k thôi, xin cảm ơn.